SPTN, Ủy ban Vận động Nhân quyền cho Việt Nam, Human Rights for Vietnam PAC, trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo các tôn giáo, cộng đồng Việt Nam Massachusetts, New Hampshire, Connecticut và các tiểu bang lân cận, các đảng phái, hội đoàn, đoàn thể, tổ chức, hội ái hữu, các đồng hương trong vùng New England. Kính mời toàn thể quý vị đến tham dự buổi tiếp xúc, giải thích và cảm ơn sự yểm trợ vận động nhân quyền cho Việt Nam. Thời gian 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013, địa điểm hội trường nhà thờ St. Mark, 1725 Rochester Avenue, trong vùng Rochester, Massachusetts 02124, với sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ, sĩ Đan, MC Dự Quyên và một số ca sĩ của Trung tâm Asia. Cuộc gặp gỡ thân mật có phụ diễn ca nhạc của các ca sĩ tên tuổi của Trung tâm Asia và ẩm thực nhẹ. Vào cửa tự do, Ủy ban Vận động Nhân quyền cho Việt Nam, nhạc sĩ Trúc Hồ và Giám đốc đài truyền hình SPTN Boston, ông Hà Văn Tải, trân trọng kính mời. Thì như Long vừa nói đến là cái số bầu cử hôm nay rất là nhỏ, cho nên cái quan trọng mà một điều mà Trường Giang muốn nói đến cộng đồng người Việt chúng ta trong thành phố Boston đó, là nếu mà mình đã ghi danh đi bầu cử thì hãy dùng một chút thời gian nào đó buổi sáng hay buổi chiều đi bầu cử thì rất quan trọng cho tiếng nói của người Việt của chúng ta. Cái thứ nhì á là cái vấn đề bầu cử, mình sống ở trên nước tự do, đây là một cái đặc quyền, là một cái nhiệm vụ của người công nhân, mà cũng là một cái đặc quyền mà không phải là nơi nào cũng có được hết. Cho nên mà bầu cử là lại tiếng nói là thứ nhất, và cái thứ hai là mình có quyền đi bầu cử, mình có cái privilege, mình có đặc quyền nên bầu cử, thì mình nên bỏ một thời gian ra trong ngày gì đó để bầu cử. Mà quan trọng nhất là vào ngày 5 tháng 11, đó là bầu cử cho thị trưởng thành phố Boston. Mà quý vị cũng biết rồi, khi mà trở thành một thị trưởng thành phố Boston thì ông ta, nếu mà người Việt của mình đi bầu cử nhiều thì cái số lượng tên của người Việt của mình có trong danh sách, thì những cái việc mà mình cần kêu gọi vấn đề chính trị hoặc là vấn đề có thể là tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thì tất cả những người này đều có thể giúp cho chúng ta trong cái con đường bước tới, có thể là nói tí là nó nhỏ thật, nhưng mà chúng ta có một tiếng nói trong cộng đồng của người Việt và trong tiếng nói của cộng đồng của người Hoa Kỳ ở thành phố Boston, thì chúng ta nên làm, và chúng ta nên cố gắng hết mình để làm, và điều mà chúng ta nên làm là đi bầu cử. Thì dĩ nhiên kia, thưa quý vị, đi bỏ phiếu thì một cái chuyện rất là quan trọng, nhưng mà Trường Giang thì chắc có lẽ muốn nghĩ xa hơn về cái vấn đề đấu tranh cho Việt Nam sau này. Nhưng mà Long thì là Long cũng muốn thực tế hơn một chút, là chúng ta nhìn thẳng vào cái thành phố Boston, thưa quý vị. Cái cuộc bầu cử của ngày hôm nay cho thấy rằng là cái số lượng của giới trẻ đi tham dự nó rất là ít. Đúng. So với những cái cuộc bầu cử như là tổng thống, những cái cuộc bầu cử mà liên bang hoặc là thượng nghị sĩ chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng là mặc dù là các cái cuộc bầu cử như là tổng thống đó của hai phía đảng Cộng hòa và Dân chủ, khi mà trước khi dĩ nhiên là ban đầu có rất là nhiều ứng cử viên ra tham dự, nhưng mà cho đến cái ngày mà gọi là bầu cử sơ bộ đó, thì có nhiều người là bỏ cuộc, tại vì họ biết rằng họ sẽ không có có cái cơ hội, cái xác suất để mà tiếp tục tranh cử, mình nên nhường lại để cho những người mà có khả năng hơn. Còn tại cái cuộc bầu cử ở Boston này, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là 12 ứng cử viên. Cái cuộc bầu cử này có thể nói giống như là một cái cuộc chạy đua ngựa ở Kentucky Derby vậy đó, có nghĩa là 12 con ngựa cứ đang chạy cần kề với nhau, cho nên chỉ có đợi cái giờ phút cuối cùng ai thắng thì người đó sẽ đi, hai người cuối cùng sẽ vào cái cuộc bầu cử tổng kết vào ngày 11 tháng 5. Và cái việc mà quan trọng là Long nghĩ là ở thành phố Boston đó, thì nó thuộc về địa phương rồi, đặc biệt là trong cái tình hình kinh tế hiện nay, cũng như là về vấn đề an toàn thành phố. Và cái vấn đề mà một trong những cái chương trình mà chúng ta có hiện nay đó là 16, một cái luật mà thị trưởng Menino vừa ký kết, đó là 16 tỷ Mỹ Kim dành riêng để mà xây dựng lại các cái nhà cửa của thành phố Boston, gọi là affordable housing. Cho nên chúng ta thấy rằng là những cái chính sách của một người thị trưởng mà đưa ra, hoặc là những cái đường lối, những gì mà họ đưa ra tương lai sau này, nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với cái sinh hoạt của thành phố và đối với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Do đó chúng tôi thấy rằng là nó rất là quan trọng. Quý vị cũng nên tranh thủ thời gian để mà vận động tranh cử, cảm thấy ai mà phù hợp cho mình thì quý vị nên đi bỏ phiếu, và đặc biệt là ngày 5 tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Một điều nữa là Trường Giang muốn nhắc tới, đó là chúng ta rất muốn có một cái gì đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta, và cái đó là cờ vàng ba sọc đỏ. Quý vị, nếu mà quý vị bầu cử có tiếng nói, ok, thì cái chuyện mà chúng ta có thể là vận động
ông thị trưởng mới này có thể cho chúng ta, hoặc là cho phép chúng ta là ra một cái nghị quyết nào đó để cho chúng ta được treo cờ vàng ba chọc đỏ trong trường phố Boston. Và trở lại với chương trình thì gần đây ở trong nước chúng tôi đã có một tin tức, đó là anh Đặng Ngọc Viết, một trong những người dân quan, đã cầm súng đến huyện Thái Bình và vào văn phòng của phát triển quỹ đất và nổ súng bắn 5 người và trong đó một người đã tử thương. Thì theo Long theo dõi tin tức thì Long có thể chia sẻ kia thêm cùng với quý vị sự vụ án đã xảy ra vào lúc, sự kiện đã xảy ra vào lúc nào và tại sao lại có những cái việc này xảy ra. Vâng, và thưa quý vị thì ngày 11 tháng 9 vừa qua tại Thái Bình, thưa quý vị, như Trần Giang vừa chia sẻ, dân oan Đặng Ngọc Viết đã đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình vào vòng trong cái văn phòng quỹ đất, thưa quý vị, và đã nổ súng bắn chết ông Vũ Ngọc Dũng là phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình, đã bị bắn vào đầu và khi mà đưa đến bệnh viện thì ông đã chết cùng ngày, thưa quý vị. Người thứ hai, ba người khác cùng là cán bộ của trung tâm, đó là ông Nguyễn Thanh Dương 38 tuổi và ông Vũ Công Dương 23 tuổi và ông Bùi Đức Xuân 38 tuổi, thì ba người này phải đi cấp cứu nhưng mà không có bị thiệt hại đến tính mạng. Và như chúng tôi cũng biết là sau khi mà đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố, thưa quý vị, thì anh dân oan Đặng Ngọc Viết đã đi đến trước tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Đông Sơn, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình khoảng chừng 2 km, và nơi anh đã tự giận là tự bắn súng và tự giận tại trước cái tượng đài Quán Thế Âm. Thì cái câu hỏi mà đưa ra ở đây là tại sao lại có những cái chuyện xảy ra như vậy, thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề mà dân oan ở Việt Nam gần đây, thưa quý vị, thì có thể nói rằng là người dân đã phải bị ép vào cái đường cùng. Như chúng ta thấy là một năm gần trước đây thì chúng ta đã theo dõi về cái vụ án ở Tiên Lãng của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Nhưng mà khác nhau như thế nào là chúng ta thấy rằng là bên gia đình ông Đoàn Văn Vương là họ chỉ cố giữ lại cái đầm nuôi cá của mình, và những cái đạn, những cái súng mà họ dùng chỉ là gọi là súng hoa cải thôi, chỉ là không có gây tổn, chỉ có gây tổn thương mà không có gây thiệt mạng đến. Còn ở đây anh Đặng Ngọc Viết đã mang súng vào Ủy ban Nhân dân và tìm đến cái người mà chịu trách nhiệm về phát triển đất đai thành phố, tịch thu và đã ra mở nổ súng và giết hại. Thì để tiếp lời lên Long, một cái điểm mà rất là ở đây rất quan trọng, đó là khi mà anh Đặng Ngọc Viết mang khẩu súng đến Ủy ban Thái Bình để bắn các công chức của thành phố đó, thì huyện đó, thì cái khẩu súng này gọi là khẩu súng Colt, nó có 6 viên đạn ở trong đó, nhưng mà anh ta chỉ nổ 5 viên và còn 1 viên để lại. Khi đến chùa thì không, khi mà những người mà chứng kiến ở chùa người ta cho biết á, là không phải là anh ta tới đó và tự sát liền, anh ta tới chùa ăn cơm nhẹ nhàng xong rồi đi vòng vòng quanh tượng đài Quan Âm, sau đó rồi anh ta mới quyết định là dùng cái viên đạn cuối cùng để bắn mình. Cái thứ vậy, câu hỏi ở đây là Trường Giang muốn hỏi là tại sao đưa con người tới cái đường cùng như thế. Chúng ta có thể nói là trộm cắp an ninh, ok, có thể là những người ma tí xì ke thì họ có thể là cướp giật tiền bạc của người ta, đến đường cùng thì họ có thể đi cướp đi giết người, nhưng mà ở đây là một người dân lương thiện, họ chỉ muốn bám lại cái mảnh đất mà cha ông để lại để có thể sống, nhưng mà họ phải đi đến đường cùng như thế này. Thì Long nghĩ như thế nào, tại sao lại có những chuyện này đã xảy ra? Thưa quý vị, cái chuyện này thì nó xảy ra rất thường xuyên ở Việt Nam, báo chí Việt Nam gần đây cũng đã lên tiếng rất là nhiều, không phải chỉ có vụ án Đoàn Văn Vương hay là gần đây đó là anh Đặng Ngọc Viết, thưa quý vị, mà có hàng trăm hàng ngàn những cái vụ dân oan. Mà chúng ta thấy rằng là theo tin tức chúng ta theo dõi, chúng ta thấy là có rất là nhiều người như là ở Đà Nẵng hay là ở Hà Nội cũng đã lên tận tới ở thành phố, lên trung ương để mà cầu cứu, và chúng ta thấy rằng là đúng. Nhưng mà chúng ta muốn hỏi đây là một đất nước có luật, có pháp, thường thường là người dân phải, thường thường là họ luôn luôn lúc nào cũng muốn phải có một luật pháp để bảo vệ cái việc công bằng, công lý cho họ, nhưng mà tại sao lại có những chuyện này xảy ra nhiều như thế? Hối lộ,
quan trên muốn ăn, quan dưới cũng muốn ăn, cho nên xảy ra những cái chuyện như vậy, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rất là đơn giản, như là cái trường hợp của anh Đặng Ngọc Viết, thưa quý vị. Chúng ta thấy rằng là khi mà đất đai, mà quân là cái luật đất đai ở Việt Nam hiện nay nó cũng rất là mờ ám, thưa quý vị. Chúng ta cũng chưa có định rõ được dưới cái hình thức của luật năm 1992 quy định đó, thì đất đai là sở hữu của toàn dân và do nhà nước đại diện đại diện chủ sở hữu mà thôi. Và quy định này thì Đức có thể thu hồi với dưới cái hai hình thức, là thứ nhất đó là vì cái mục tiêu quốc phòng an ninh và cái lợi ích của công cộng, đó là cái vấn đề, hai cái vấn đề chính. Và chúng ta thấy rằng từ trước tới giờ vấn đề mà an ninh quốc gia đó, hoặc là vấn đề công cộng đó, thì chúng ta thấy rằng là không có những cái chuyện mà gọi là dân oan nhiều, đúng không? Đúng. Hoặc là cái vấn đề này, khi mà vấn đề này xảy ra thì cái đền bù nó được thỏa đáng. Còn cái vấn đề thứ ba đó là cái luật đất đai bổ sung thêm của nhà nước đó, là có thể thu hồi đất đai cho cái mục đích phát triển kinh tế của xã hội. Mà chúng ta thấy rằng là cái miếng đất của dân oan nha, của nạn nhân đó, là khi mà nhà nước thu hồi lại đó thì bán lại cho những ông đại gia là 10 triệu một mét vuông, trong khi đó họ đền bù, họ thu hồi không có theo cái giá cả của thị trường mà chỉ có 5 triệu hoặc là 7 triệu. Do đó dẫn đến cái việc mà người dân phải bị đưa vào đường cùng và bị ấm ức, và phải đưa đến cái việc mà gọi là phải mang súng vào Ủy ban Nhân dân để mà bắn chết, giết chết những cái người gây ra những cái lỗi lầm này và phải tự sát. Thì cái vấn đề đây là báo chí ở trong nước cũng cho biết rằng là cái người cầm súng đó là một người rất là hiền lành, chăm chỉ và chịu khó làm, và hiện đang chỉ có sợ là cái nguy cơ ra khỏi nhà của mình và mảnh đất của mình đã xây dựng bằng xương bằng máu và của gia đình để lại bao lâu nay, thì dĩ nhiên không có ai muốn phải bị mất nhà mất cửa như vậy. Thì cho nên nói lại rằng là Trường Giang muốn là tại sao luật lệ ở Việt Nam thì có nhiều, nhưng mà đúng, đồng ý luật thì nhiều nhưng mà toàn là luật rừng không à, cho nên không có áp dụng. Và ở đây thì không biết là quý vị nào mà có nghe hay là theo dõi những cái chuyện Việt Nam mà như là chuyện Chí Phèo chẳng hạn. Nói rằng là ai cho tao làm người lương thiện. Tại vì đôi khi ở Việt Nam bây giờ mà có muốn làm người lương thiện, có muốn làm người tốt cũng không có được nữa. Tại vì cái hoàn cảnh và cái xã hội phải đưa cái con người vào cái vị trí như vậy. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Diễn đàn Thanh niên của SBTN Boston. Con Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ nằm trên con đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Con Nguyệt Bánh Mì Ba Lệ trên đường Dorchester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.